Hiện tại bây giờ là đang 7 giờ 32 phút sáng tại thành phố Hà Giang. Sáng nay, mặc dù đã gần 8 giờ sáng, nhưng toàn bộ thành phố Hà Giang vẫn chìm trong màn đêm đen đặc. Các phương tiện đều phải bật đèn pha khi di chuyển, người đứng cách nhau vài mét không nhìn thấy nhau. Dưới lòng đường này. Ôi, mưa to quá rồi. Mặc dù trước đó Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có bản tin cảnh báo về mưa rông, kèm lốc và sét ở các tỉnh miền núi phía Bắc, thế nhưng hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này là hết sức dị thường. Theo đánh giá, thời điểm này trong năm thường là tiến sát đến mùa hè, thậm chí ngày lập hạ cũng đã vào tuần sau. Tuy vậy, những diễn biến thời tiết từ đầu năm đã khiến không ít nhà khí tượng học bất ngờ. Đây là những cái hình thái thời tiết, biến động thời tiết có tác động rất không tốt đến các đời sống, đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thực tế diễn biến chúng ta đều thấy từ ngay từ đầu năm 2020 tới nay đã xuất hiện rất nhiều các cái hình thái thời tiết xấu. Ví dụ như là các hiện tượng mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá xảy ra trên quy mô diện rộng ở một số các cái tỉnh khu vực phía Bắc. Cùng với đó là các cái diễn biến tình hình khô hạn, xâm nhập mặn ở các tỉnh phía Nam đã gây ra những thiệt hại rất lớn, to lớn đối với về tài sản, đối với nhân dân và nhà nước. Thì theo cái nhận định của chúng tôi, trong những thời gian tiếp theo của năm 2020, cái diễn biến của thời tiết sẽ tiếp tục có khả năng có những cái diễn biến tác động bất thường, khó lường hơn. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 24 tháng 4, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trên ngày, có nơi trên 120 mm trên ngày. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.